Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp cựu đại sứ đặc biệt Việt Nam-Nhật Bản, ông Suri Ryotaro đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và cảm ơn cựu đại sứ đặc biệt Việt Nam-Nhật Bản đã đóng góp tích cực phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản trong suốt 30 năm qua. Cựu đại sứ đặc biệt Việt Nam-Nhật Bản Sugi Ryotaro trân trọng cảm ơn chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp với vai trò cố vấn cao cấp cho bộ y tế lao động và phúc lợi của nhật bản cùng với việc nhật bản đã hỗ trợ oda cho việt nam trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe người dân ông mong muốn tiếp tục là cầu nối thúc đẩy các hoạt động hợp tác bên cạnh đó với vai trò là cố vấn đặc biệt về phòng chống tội phạm của bộ tư pháp nhật bản ông mong muốn hợp tác với việt nam trong lĩnh vực này về một số đề xuất cụ thể của cựu đại sứ đặc biệt Việt Nam Nhật Bản, Chủ tịch nước cho biết hiện tỷ lệ người Việt Nam bị nhiễm viêm gan B và C khá cao, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị ông Sugi thúc đẩy các cơ quan chức năng Nhật Bản phối hợp với Bộ Y tế để lên kế hoạch khảo sát và từ đó đưa ra kế hoạch hợp tác cụ thể trong lĩnh vực này. Về lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, Chủ tịch nước cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với cơ quan chức năng Nhật Bản để học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo cuộc sống an toàn tốt đẹp hơn cho người dân.